Bạn có biết chữ ký không chỉ nói lên nhiều điều về bản thân bạn mà còn gắn kết đến cuộc sống và công danh? Bạn là người nội tâm và lãng mạn hay một thương nhân thành đạt? Bạn muốn tạo một chữ ký mang phong cách của riêng mình? Soạn tin, ký, dấu cách, tên bạn gửi 8730. Ví dụ, bạn tên Hồng Nhung, soạn, ký, dấu cách, Hồng Nhung gửi 8730. Bạn sẽ nhận ngay 6 chữ ký tên của mình khắc trên những bức họa để bạn tha hồ lựa chọn. Đặc biệt, nếu như bạn muốn khắc họa tên hai bạn trên một hình ảnh kỷ niệm để tặng cho người thân, hãy soạn ngay ký, dấu cách, tên hai bạn, dấu cách, số điện thoại nhận, gửi 8730. Ngoài ra, bạn còn nhận giải đáp ý nghĩa tên mình và những bản nhạc chuông hài hước cùng nhiều game mobile cực đỉnh, tất cả chỉ có trong một tin nhắn. Nào, bạn còn chần chừ gì nữa? Soạn ngay ký tên bạn gửi 8730.